Nope. Xe làm sao này em ơi? Dạ, xe em bị long xích anh ạ. Long xích à? Vâng. Để anh sửa cho nhá. Vâng. Long xích là thôi. Em có người yêu chưa nhỉ? Dạ, em chưa có người yêu anh ạ. Em chưa có người yêu anh ạ. Ai ơi mà. Giống như con này. Đột cẩn. Sao anh vứt xe của em đi nhỉ? Xin chào quý vị các bạn đến với kênh Hải TV. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phòng tránh cướp khi ở ngoài đường. Và chính thực trạng hiện nay là rất nhiều cướp ngoài đường luôn, nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể hơn đó cách phòng tránh cướp khi ở ngoài đường các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy mình đấm khỏe không? Giờ mình sẽ hướng dẫn video cụ thể cho các bạn cùng xem. Bạn ơi mình nhờ tí. Mình á? Mấy mình nhờ tí. Bây giờ bạn có thể đóng vai cướp cho mình được không? Được. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa. Bạn bấm vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để được xem những clip mới nhất của Hải TV. Chúc mọi người xem clip vui vẻ.